Còn trên thị trường hàng hóa, thưa quý vị, đóng cửa ngày hôm qua thì chỉ số hàng hóa MXVN-Index chỉ giảm 1 điểm xuống mức là 2.172 điểm, cho thấy diễn biến phân hóa của giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Tuy nhiên thì thị trường vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ khi mà ghi nhận dòng tiền đầu tư gia tăng mạnh, thể hiện qua mức tăng gấp đôi so với ngày trước đó của giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 8.000 tỷ đồng. Một diễn biến đáng chú ý phải kể đến là sự khởi sắc của giá cà phê. Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9 trên sở New York thì đảo chiều và tăng gần 1% sau khi mà chạm mức thấp nhất trong gần 6 tháng vào cuối tuần trước. Cà phê Robusta thì trên sở London thì thậm chí là tăng gần 2% và lên mức là 2.538 đô la Mỹ một tấn. MXV cho biết là lực mua bắt đáy sau giai đoạn giá suy yếu kết hợp với một vài lo ngại mới về nguồn cung thì đã hỗ trợ cho giá cà phê hồi phục trong ngày hôm qua. Và để biết thêm những thông tin chi tiết hơn về thị trường cà phê thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Thu Hương, là trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Hữu Nghị, là thành viên thị trường của MXV. Nhìn chung thì giá cà phê đang dần hạ nhiệt so với thời điểm giữa tháng 6 nhờ hoạt động thu hoạch cà phê diễn ra tích cực hơn tại các vùng sản xuất chính trên thế giới, giúp củng cố nguồn cung toàn cầu. Riêng đối với Robusta, liên hệ mật thiết với thị trường cà phê nội địa Việt Nam, thì việc tăng giá mạnh trong tháng 6 khiến các nhà sản xuất cà phê hòa tan dè dặt hơn với quyết định pha trộn Robusta trong sản xuất so với thời điểm trước. Theo tôi, đây sẽ là yếu tố quan trọng khiến nhu cầu tiêu thụ Robusta gặp sức ép và từ đó cản trở đà tăng của giá trong giai đoạn tới.